bán cho con ông thích bán nhưng đó là nếu như chỗ bán này kênh chăm mãi chăm mãi lập chỗ dân đó rồi tắt cái cam mình nghe thì cái đánh tránh mà ông sư mua gì ông sư? Bánh, mua nước uống. Có kem chuối không? Có sô cô la. Hết nhiêu con? 113.000 sư. 113.000. Có kem nước nhầm đá. Ngày nay nghe kêu một thình kem pis. Nơi đây sẽ sạch nô Cần Thơ. Cần Thơ, plan dần Cần Thơ, kêu cách mình thu Hà Nội đã pro sát.
nó ngày nên nhà thì nên kia xì cái tiêu này nhá. Nghe nó rạm vàng nà đấy, ta mò đó là bật lên dân ha. Hôm nay là lần đầu tiên đi qua sân bay cho nó biết làm sân bay. Nên nghe hát sân bay ý ha. Sân bay Cà Nóc. Sân bay Cà Nóc Cần Thơ. Cà Nóc, Cà Nóc là sân bay Cà Nóc. Cà Nóc á. Cà Nóc. Ôi, nước miền Cà Nóc đấy nè. Sân bay Cà Nóc á. Đi Cần Thơ. Dự lễ tưởng niệm Đức Giáo Hoàng Phổ Mã. Bên chúng bạn nó ông Cruna hay cùng dạy cho anh phê khôi thủ sắp cái. Nà, theo mình lỡ cái đầu núi đồng bị về thủ sắp ấy phản nói như chặt cả nó. Sắt luôn coi xong hoạt động ấy phản cái mắt cả mình nó phản mấy trận chứ mà. Nà. Nà, đi. Anh vậy với anh vậy ní thôi ơi. Sân bay Trà Nóc, sân bay Cần Thơ. Hôm nay qua Cần Thơ đưa vào tượng đi Hà Nội. Sân bay này cũng hơi vắng, ít người.
rồi. Bà này vô dạp đó nè. Ủa tạm đi 12 giờ 40 thôi.
Lâu nã sách. Dạ nè em. Nó. Sách đẹp dạng Singapore. Sân bay lần cho biết sân bay Cần Thơ. Diana.
phê. Cần ta hỏi sang ngay nó mùi dập nữa. Sang vặt lên ngày mai đây vào tôi chăn luôn. Ở đây đủ khách sạn 5 sao. Người nâng cái xe chạm tâm để tìm đến đó nè. Sạn muối á, có sạn ấy kìa. Nó bên người nâng á. Đúng rồi. Có tự đỏ xe xin á. Bạn đây. Dạ, khách nhà anh chậm đấy. Đúng rồi, không phải nuôi đâu. Không phải nuôi là tự lo. Tự lo. Cái nhà vệ sinh một đêm không ai biết đâu. Thank you.
về là chẳng quốc thôi đi chẳng mời ngày dân là xe tải nó chẳng chia chân đi Cần Thơ đi nãy đó cho cái nã nó vậy đó mà hay ai chung cái đạp mọt thì vẫn là vậy luôn từ nã nó là vậy đó hai chung cái tay này tay hai chung hai lại để kinh lục và sóc luôn nó hay mình thành cái răng ấy nó ô còn nóng phọc phe nó mà thằng ai nó copy nó copy phút nó giờ cà phê giờ vẫn ăn luôn. Ừ cô ơi đi tạo xe cô ơi
6 6 6 6 6 0 0 6. Cô thời xưa là bọn chứng là bọn sư cố luôn. Ngày nó mở ra phố Bến Ninh Kiều. Đó. Phố đi bộ Bến Ninh Kiều á. Mẹ đi ra chung ấy đúng không? Suốt Bến Ninh Kiều á, Bến Ninh Kiều dạo còn con không sư? Không, không có đây rồi. Mày nói con chưng lắm. Rồi cho con chị đòi liền chú lúa mày đi nè. Dạ. Ê. Ông đây nè. Không? Đây bên đây. Đi nó rồi. Sốt. Mày đi bên chứng nước bên bên kia mà thằng nó sẽ khỏm lặng tới mày đi. Rồi lại nhà phải nhân phát cà phê với quên bên đứng tới mày đi á. Sắt mẹ, tôi sao bắt sắt. Dạ. Mà tôi sao khạch. Cái tôi bạn đi học viện nữa, làm tà tà tôi nữa. Tôi chưa phát cà phê mà nặng mà ly mà nặng. Huh?